nặng thì những cái bệnh mà nặng như là bệnh tả tử vong chứ thương Đúng. hàn tử vong chứ nhớ những cái bệnh đấy dễ tử vong còn những cái bệnh nhỏ nhỏ như là lị như là tụ cầu thì chỉ cần cấp cứu là xử lý thôi còn tả mà bị nặng là đấy mình nói rồi tử vong do mất nước Đúng. tử vong do mất nước nó nôn hết và nó đi ngoài hết chỉ trong vòng một ngày hai ngày thôi thì bệnh nhân sẽ kiệt quệ kiệt nước mà mất nữa ờ, vậy cái cách xử trí lúc này đối với vấn đề ăn uống thì chúng ta có phương pháp nào không? À, với người bình thường hay với người bệnh Người đã bị bệnh thì tốt nhất đến cơ sở y tế ừ. Bên cạnh là các bác sĩ người ta sẽ bù dịch cho Người ta cho dùng kháng sinh nhưng kháng sinh luôn là phụ thôi Chứ còn cái chính là phải bù dịch và chống sốc cho người ta, chống mất nước Thì chắc chắn là không có vấn đề tử vong đâu Còn ở nhà thì không thể làm được Bởi vì lúc đấy phải truyền dịch Chứ uống không ăn thua Uống uống lúc đấy thì uống orezon Hay là cái gì thì cũng không ăn thua còn nếu ở nhà mà có dấu hiệu nôn mà đi ngoài thì dù sao có orezon vẫn tốt hơn là không có thì cái orezone nó nằm ở trong các túi thuốc mà được cứu trợ rồi chắc chắn là phải có thành